Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma. Với rất là nhiều video ngoài kia, nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành là biết ơn điều đó. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam nhé. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú á, có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Ngày hôm qua thì Nam bị tai nạn xe á, nên là Nam không có kể chuyện cho mọi người nghe được. Mong là mọi người thông cảm nha. Hiện tại thì tình trạng của Nam là cũng đỡ hơn nhiều rồi. Chủ yếu là chỉ bị chày xước sơ thôi, nhưng mà bên trong thì nó bị bầm dập đau lắm, nhưng mà vẫn đủ sức lực để mà có thể kể chuyện cho mọi người cùng nghe. Còn bây giờ thì Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay của anh Hùng chia sẻ lại thì cái câu chuyện này là anh được nghe kể lại, chứ không phải là câu chuyện xảy ra trong gia đình của anh. Thì như mà mọi người đều biết, ở Việt Nam của mình có ba cái hình thức để mà chôn cất người chết á, rất là phổ biến. Thứ nhất là mình sẽ đem người chết ra một cái nghĩa địa để mà chôn cất, khoảng độ là mấy năm sau mình sẽ đào lên để mà mình cải táng thêm một cái lần nữa. Còn cách thứ hai á, là mình sẽ chôn cất ở ngay chỗ đó, rồi mình xây mồ mã lên giống như là một cái ngôi nhà thật là khang trang, thật là đẹp, và chôn luôn ở chỗ đó mãi. Và cái cách thứ ba chính là đem người đã mất đi á, để mà mình hỏa thiêu rồi mình gửi vào trong chùa, hoặc là đem về nhà để mà thờ cúng. Thì đó là ba cái hình thức rất là phổ biến ở Việt Nam mình. Ngoài ra thì còn có nhiều hình thức khác. Thì cái câu chuyện của ngày hôm nay có liên quan tới những cái hình thức mai táng đó, chủ yếu là cái hình thức đầu tiên. Thì cái câu chuyện này nó được diễn ra ở cái xã Hà Sơn. Theo như mà những gì mà anh Hùng nói á, câu chuyện này được xảy ra trong gia đình của một cái chú này tên là Đạt. Mọi người biết không, là ở cái vùng Hà Sơn này á, là những người dân ở đây thời điểm ngày xưa, người ta có một cái tập tục á, là sẽ đem những người đã mất ra một cái bãi tha ma rất là lớn để mà chôn cất. Khoảng độ mấy năm sau thì những người thân trong gia đình nó sẽ ra đây để mà đào cái mồ mã này lên á, để mà cải táng thêm một cái lần nữa, bỏ vào trong một cái hũ sành rồi đem đi một cái chỗ khác để mà chôn cất. Thì đó là cái hình thức của người dân xã Hà Sơn ngày xưa. Và câu chuyện này nó được diễn ra vào thời điểm đó. Chú Đạt lúc này á, là một thời gian sau khi mà ba của chú đã mất, thì chú cũng có một cái ý định á, là sẽ đi ra cái bãi tha ma để mà cải táng mồ mã cho ba của mình. Nhưng mà thời điểm đó là gia đình của chú rất là nghèo, suy đi tính lại á, thì cái việc mà cải táng mồ mã đó mọi người không có đơn giản đâu, nó tốn rất là nhiều tiền. Chưa kể sau khi mà mình cải táng xong thì mình phải cúng kiến nè, rồi mình còn phải đãi hàng xóm ăn. Nhìn đi nhìn lại thì chú thấy là nhà của mình còn khoảng độ là mười mấy hai chục cái con gà mái, chú mới tính là bán một nửa để mà lấy tiền đi cải táng cho mồ mã của ba của mình, còn một nửa là sẽ để làm thịt. Buổi sáng ngày hôm sau là sẽ mời mọi người tới đây để mà ăn uống. Rồi cuối cùng vợ chồng của chú cũng bán hết một nửa. Vợ của chú có đi xem người ta coi thử coi là ngày giờ như thế nào để mà phù hợp cái việc cải táng. Sau khi mà có được tiền bán gà rồi, chú mới đi nhờ những cái người ở trong làng, trong xóm, những cái người mà thường xuyên làm cái việc mà cải táng mồ mã đó. Thì chú có nhờ được hai người này là chú Toan và chú Toản. Chú Toan và chú Toản mới nhờ thêm hai cái người nữa ở một cái làng kế bên. Tổng cộng là có bốn người để mà phụ cái việc mà cải táng mồ mã. Nói về gia đình của chú Đạt này thì cũng tội nghiệp lắm. Chú Đạt á, cũng đông anh chị em, nhưng mà toàn là những người chết trẻ thôi. Cho tới thời điểm đó, những người mà còn sống á, thì chỉ có một mình chú Đạt với lại là một người chị khác. Nhưng mà chú Đạt là cái đứa con trai duy nhất còn sót lại trong gia đình, thế nên tất cả mọi việc trong gia đình đều là một tay chú phải nhúng tay vào để mà làm hết. Nên là từ đầu tới cuối, chị của chú cũng không có phụ được phần nào. Sau khi mà vợ của chú coi được ngày giờ rồi á, thì cái đêm ngày hôm đó là vợ chồng của chú á, với những cái người xung quanh mà cải táng mồ mả đó, khoảng độ là 20 người, tính luôn những người họ hàng, là cùng nhau đi ra ngoài cái nghĩa địa để mà cải táng mồ mả cho ba của chú. Cái lúc mà đang đi như vậy á, thì vô tình thấy từ ở trong nghĩa địa có một cái toán người cũng đi ra luôn. Khi này thì chú mới đoán rằng á, chắc là những người này cũng đi cải táng mồ mã giống như mình thôi. Tại vì chú nói á, là vào cái thời điểm ở dưới quê của chú á,
là người ta sẽ có một cái tục là khoảng độ là tháng 11 âm lịch là thường xuyên là đi cải táng mộ mã. Chú Đạt mới nhìn thấy đứng đầu cái đoàn người này là anh Khoát, cũng là một cái người ở trong làng trong xóm luôn. Hỏi ra mới biết anh Khoát cũng vừa mới bốc mộ mẹ của mình lên. Thì chú cũng chia sẻ chú cũng ra đây để mà bốc mộ cho ba của mình nè. Sau đó là anh Khoát này cũng đi về hướng của ảnh, và chú cùng với đoàn người của chú cũng đi vào bên trong. Khi mà đi ngang qua mới thấy á, đúng thật là có một cái huyệt mộ đã được đào lên rồi, ở kế bên chính là cái quan tài. Mà theo như những gì mà chú Đạt nói á, là ở dưới cái vùng của chú á, là khi mà người ta mai táng, người ta đào bới những cái mồ mã lên hết á, thì người ta để như vậy cho tới trời sáng người ta mới ra đây để mà thu dọn, để mà đem đi hỏa thiêu, chứ ban đêm là chỉ đào lên để mà lấy xương cốt đi thôi. Sau đó là chú cũng tới ngay cái mồ mã của ba mình. Những cái người mà bốc mồ mã cho chú, người ta mới bắt đầu là bài đồ ra để mà cúng kiến, để mà xin được bốc mộ lên đó. Rồi mới đưa cho mỗi người một cái cây nhang để mà đi xung quanh mồ mã để mà thắp nhang cho người ta. Cái lúc này chú đang thắp nhang cho những cái mồ mã xung quanh, vợ của chú mới kêu chú lại, mới ngoắt chú, rồi dẫn tới chú ngay một cái lùm cây đó. Vợ mới nói, trời anh ơi, ở chỗ này nè, cá chê quá trời luôn, mà con nào con nấy bự lắm, mình bắt về đi anh, mình bắt về đi. Lúc mà chú nhìn thấy chú mới nói với vợ mình, thôi em ơi, em không nghe nói hả, là ông bà ngày xưa nói cá chê nó ăn thịt người, thôi thôi thôi, đừng có bắt làm gì hết. Khi này vợ của chú mới kêu, anh bị gì vậy? Cái đám cá chê này là nó ở ngay cái vũng nước chỗ này, chắc chắn rằng là nước lớn nó lên, xong rồi là mấy con cá chê này nó mắc cạn, chứ làm sao mà nó đi vào bên trong này để mà ăn thịt người được. Nghe như vậy xong nha, thì chú thấy vợ mình nói cũng có lý. Với lại vợ chú nói, trời anh ơi, bây giờ nhà mình đang thiếu tiền, thiếu đồ ăn dữ lắm. Bây giờ mình bắt cái đống cá này về, rồi mình làm thịt, mình mời bà con hàng xóm mình cúng kiến mình ăn, thì mình đỡ tốn biết bao nhiêu. Nghe như vậy xong chú thấy là cũng nó cũng hợp lý, bởi vì đang khó khăn mà. Chú mới quay lại cái chỗ mà bốc mộ đó, chú mới thừa cơ hội lúc mà mọi người không để ý á, mới lấy một cái bịch đen đi ra cái chỗ này. Sau đó là chú mới thò tay vào để mà bắt những cái con cá chê. Trời ơi, con nào con thấy nó to bằng cái bắp tay như vậy nè. Chú với vợ chú là hớn hở lắm. Vợ chú là cười khoái chí, là bởi vì á nha, là có những cái con cá chê này về là mình làm buổi tiệc, để mà sáng ngày hôm sau mình đãi bà con, khỏi lo mà phải tốn tiền thêm mua đồ ăn nữa. Cứ bắt như vậy khoảng độ là được 20 con. Ly đó là vợ chồng của chú là khoái. Nhưng mà chú có dặn vợ rằng là, em ơi, em đem cái bịch cá này nè, em đem đi giấu ở ngoài đầu cổng nghĩa địa đi, lát nữa mình đi về thì em tiện tay em xách về, chứ đừng có để cho ai biết. Thì vợ của chú cũng nghe lời. Sau đó chú quay lại cái chỗ để mà bốc mộ cho ba của mình. Khoảng độ một tiếng sau thì mọi người cũng đưa cái hòm ba chú Đạt lên trên được rồi, mới bắt đầu là cậy cái nắp hòm. Khi đó là cái mùi hôi thối nó lan tỏa, làm cho ai cũng sặc sụa cả. Bởi vì tính ra thời điểm đó là chú Đạt mới chôn cất ba của mình được có 4 năm thôi. Ở bên trong á, thịt, tóc nó vẫn còn mọi người. Khi này là những cái người mà bốc mộ, người ta mới bắt đầu đổ nước, rồi tuốt những cái phần thịt ra để mà lấy xương bỏ vào trong một cái tiểu sành. Thêm một tiếng nữa thì khi đó là đã lóc được hết toàn bộ xương ra khỏi cái lớp thịt, bỏ vào trong cái tiểu sành đấy. Khi này thì mọi người mới kết thúc cái công việc tại đây, rồi mới bắt đầu là đi về nhà. Khi mà đi ngang ra khỏi cái cổng của cái nghĩa địa đó, thì vợ của chú Đạt vẫn không quên là xách cái bịch cá tre để mà đem về nhà làm thịt. Mà đâu có ai biết được rằng đâu, những cái con cá tre này á, đã ăn xác thịt của mẹ anh Quắc, và nó đã đào một cái hố chui ra ngay cái bụi ngay chỗ đấy. Mà tưởng chừng rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đó chính là khởi đầu của những cái chuyện tâm linh xảy ra trong gia đình của chú Đạt. Ở nhà thì cũng đã có người chuẩn bị để mà nấu một cái bữa cháo cho những cái người bốc mộ này người ta dùng rồi. Sau khi mà quay trở về nhà đó, thì vợ chồng của chú mới đi lên trên cái rừng phòng hộ để mà đào một cái huyệt chôn cái tiểu sành của ba của mình xuống. Là bởi vì theo như chú Đạt nói á, là những cái người ở đây người ta bốc mộ rồi người ta đem về nhà để mà chôn cất.
Nhưng mà tại vì nhà của chú thì không có dư giả đất đai, nên là có xin chính quyền là cho đem lên trên cái rừng phòng hộ để mà chôn cất ba của mình ở đó. May mắn sao là chính quyền người ta cũng đã đồng ý. Sau khi mà chôn cất ba của mình xong á, thì chú quay về nhà khoảng độ là 3 giờ rưỡi sáng rồi mới bày cháo ra để mà mời mọi người ăn. Ăn uống xong xuôi thì mọi người cũng xin phép là được đi về để mà cho gia đình của chú á ở lại nhà, rồi chuẩn bị đồ mâm cỗ ngày mai để mà cúng kiến, rồi mời hàng xóm tới để mà ăn uống nữa. Khi này là trong gia đình chỉ còn một mình chú Đạt, vợ của chú, với lại là đứa con trai thôi. Vợ của chú mới cầm cái bịch cá chê đó để mà đem ra đằng sau hè để mà chuẩn bị làm thịt cá. Khi đó là vợ của chú á, mới mổ xẻ làm từng thịt từng con. Mà theo như những gì mà chú nói là vợ của chú giữ lại y nguyên cái bộ lòng của cái con cá chê này, là bởi vì con cá này á, nó rất là to, thịt chắc nữa, nên là để lại bộ lòng ăn mới ngon. Đến sáng thì vợ chồng của chú đã chuẩn bị hết toàn bộ những cái mâm cỗ rồi. Ở trên này á, nó có bao gồm xôi, chè, có rau nè, có bún, có cá, có gà. Khoảng độ là tới trưa thì mọi người có tới nhà của chú để mà dùng bữa. Khi này là nhiều người xung quanh người ta tò mò, người ta thắc mắc, người ta mới hỏi vợ chồng chú rằng không biết là vợ chồng chú Đạt là mua cá chê ở đâu mà sao con nào con nấy nó đều to, nó chắc mà nhìn nó thơm, nó ngon dữ vậy. Khi đó thì vợ chồng của chú cũng chỉ cười trừ thôi. Mọi người mới bắt đầu vào trong tiệc để mà ăn. Người nào người nấy đều ăn thịt của cái con cá chê này hết, ai cũng đều tấm tắc khen ngon. Trong những cái người mà ăn á là có đứa con trai của vợ chồng chú Đạt. Trong cái lúc mà nó đang ăn như vậy, vô tình nó cắn trúng một cái gì đó, nó mới lấy ra nó nhìn lại á, thì mọi người biết nó thấy cái gì không? Đó chính là một chiếc răng người. Nhưng mà thằng bé nó mới độ là 5-6 tuổi, nó chưa có hình dung ra được răng người là như thế nào, thì nó mới cầm cái răng đó quăng ra đằng sau cái bụi rồi tiếp tục để mà ăn như thế. Lâu lâu ở trong những cái ruột cá đó nó lòi ra những cái miếng thịt, nhưng mà người ta cứ tưởng rằng đó cũng chỉ là thịt cá thôi. Ai nấy đều tấm tắc khen ngon rồi ăn hết toàn bộ những cái con cá này. Nhưng mà đâu ngờ được rằng đó là những cái con cá chê đã ăn xác của người chết. Cái buổi tiệc tới đó là nó cũng tàn, mọi người cũng xin phép để mà đi về, chỉ còn lại vợ chồng của chú ở nhà để mà dọn dẹp tất cả mọi thứ. Và cái buổi tối ngày hôm đó bắt đầu có chuyện. Vợ chồng chú Đạt á, thì nằm ngủ ở trong buồng, còn cái thằng bé con thì nó nằm ngủ ở một cái chõng tre ngay cái phòng khách. Thì đêm đó đang ngủ, tự nhiên nó mắc vệ sinh nên là nó mới mở cửa để mà đi ra đằng sau đi toilet. Mọi người biết là nhà ở dưới quê là thường là toilet nó nằm riêng biệt lắm. Thì thằng bé nó đang đi như vậy, tự nhiên nó nghe thấy ai gọi tên nó: "Quang ơi, Quang ơi." Nó ngồi trong toilet mà nó cứ tưởng rằng là mẹ nó kêu, thì nó mới nói với ra: "Mẹ ơi, con nè, con đang đi vệ sinh, đợi con một tí." Nó đi xong cái nó mở cửa nhìn ra thì nó không thấy bất cứ một ai cả. Nó cứ tưởng rằng là mẹ của nó quay trở lại bên trong phòng để mà ngủ rồi, thì nó mới đi vào bên trong nhà đóng cửa lại. Nó mới đi thẳng vào trong buồng, nó mới nói rằng là: "Ủa mẹ ơi, hồi nãy mẹ kêu con hả?" Thì khi này là mẹ của thằng bé mới giật mình dậy, mới nói rằng là: "Con nói gì vậy, từ nãy tới giờ là mẹ đang ngủ mà, mẹ có kêu con đâu." Thằng bé Quang nó ngơ ngác, nó gãi đầu, nó mới đi ra lại phòng khách, lên trên cái chõng tre để mà nằm ngủ. Nó vừa mới nằm xuống, nó nghe rõ mồn một bên tai của nó ai nói thì thào vào: "Quang ơi, Quang ơi, chả răng cho bà con ơi, chả răng cho bà con ơi." Lúc đó thằng bé nó giật mình, nó mới nhìn tới nhìn lui thì nó mới nhìn thấy là bên hông cái cửa sổ nó được mở ra. Nhìn ra phía bên ngoài có một cái bà già mặc cái bộ quần áo rách tè le hết, mà đầu tóc thì rủ rượi như nè, đặc biệt cái chân không chạm đất, đang ở phía đằng trước để mà nhìn chằm chằm về phía nó. Nó mới vội là la lớn lên là: "Ba ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, ai đằng trước nhà, ai đằng trước nhà kêu con kìa ba mẹ ơi." Thì khi đó là chú Đạt mới vội chạy ra, chú mới la thằng nhỏ quá trời, chú mới kêu: "Trời ơi, con làm gì mà đêm hôm nay mà con phá ba mẹ hoài, không để cho ba mẹ ngủ, có biết là hôm nay ba mẹ rất là mệt không?" Thì khi đó là thằng bé nó mới nói là ở phía đằng trước nhà của mình á, có cái bà nào đang đứng nhìn vào chằm chằm kìa ba. Chú Đạt chú mới mở cửa ra để mà nhìn, nhưng mà trước mắt chú chỉ là một không gian đen tĩnh mịch thôi, chứ làm gì có ai. Chú mới nói với lại là thằng bé Quang á: "Con thôi nha,
Con mớ ngủ rồi con nhìn thấy gì đó rồi con nói nhảm. Con nằm xuống con ngủ nha. Con không có được làm phiền ba mẹ nữa. Ngày hôm nay ba mẹ đuối lắm rồi, chịu không nổi. Con để yên cho ba mẹ ngủ đi. Rồi chú Đạt chú mới quay trở lại bên trong phòng để mà ngủ. Thằng bé Quang thì nó mới nằm xuống. Khi mà nó nằm xuống nha, nó vẫn nghe văng vẳng bên tai của nó một tiếng của ai đó kêu rằng: Quang ơi, trả răng cho bà, trả răng cho bà. Nhưng mà nó lại sợ ba của nó la, nên là nó cố gắng nằm đắp mền lại, vờ như là không nghe gì cả, cho đến khi mà nó thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Sau cái đêm đầu tiên đó thì những đêm sau, đêm nào thằng bé Quang nó cũng đều nghe thấy giọng của một cái bà nào đó kêu nó. Nhưng mà nó sợ ba của nó chửi, với lại nó nghĩ rằng là do nó buồn ngủ, nó mớ ngủ, nên là nó mới thấy như vậy, nên là nó cũng im luôn. Cho tới cái đêm hôm nay, khi này là nó chuẩn bị thiêu thiêu vào trong giấc ngủ rồi, lần này cái giọng của cái bà đó vẫn liên tục kêu nó, nhưng mà theo kiểu rất là giận dữ và khù nhát nó. Bà mới nói rằng: Quang ơi, mày vứt răng của bà ở đâu, mày lấy lại trả cho bà, nếu không á tao vật mày chết. Khi đó là thằng bé Quang nó giật cả mình luôn, nó mới nhìn tới nhìn lui vẫn không có ai. Nó lại cứ nghĩ rằng là mình mớ ngủ, cũng không có dám kêu ba kêu mẹ đâu, bởi vì sợ bị chửi. Nó mới nằm xuống để mà tiếp tục ngủ. Thì lúc này ở ngay cái cửa sổ đầu giường của nó, một cái khuôn mặt bắt đầu lò vào, kèm theo đó là một cánh tay á, xương sóc đưa lên trên má của nó tát một cái bóp. Thằng bé nó đau điến, nó giật mình, nó tỉnh giấc. Nó nhìn đi nhìn lại vẫn không có ai, nhưng mà bây giờ cái má nó rất là nóng và nó rát. Nó mới vội chạy vào trong phòng của ba mẹ để mà coi thử như thế nào, thì không hề thấy gì cả. Ba mẹ vẫn nằm ở trên giường ngáy khò khò. Thằng bé nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Rồi nó lại tiếp tục quay trở về cái chõng tre để mà đắp mền ngủ. Nó vẫn như lúc đầu, không có dám kêu ba kêu mẹ, bởi vì sợ chú Đạt là sẽ chửi nó. Thì đang nằm như vậy nha, nó lại tiếp tục nghe thấy: mày trả răng cho tao, nếu không là mày chết. Cái câu này vừa mới dứt lời thì cái má còn lại của nó cũng bị tát một cái bóp. Thằng bé lúc này là vừa khóc vừa hét lớn lên: Ai vậy? Cái tiếng hét này của nó làm cho chú Đạt và vợ của chú giật mình tỉnh giấc, mới vội chạy ra. Cái câu đầu tiên là chú Đạt chửi nó liền. Chú Đạt mới kêu: thôi đi nha Quang, từ mấy đêm nay nha, đêm nào con cũng quậy phá ba mẹ, con không cho ba mẹ ngủ là sao? Sao mà dạo này con hư dữ vậy? Thì khi đó là vợ của chú Đạt mới tới gần để mà an ủi con mình, mới chợt nhận ra là má của thằng nhỏ hai bên nó đỏ chót lên hết. Khi này là chị đó chỉ mới kêu: trời ơi, anh ơi, anh chạy lại coi nè, con của mình bị ai tát mà đỏ hết cả hai cái má vậy? Chú Đạt mới tới gần xem thì đúng thiệt là hai cái má là in lên dấu vân tay như vậy. Vợ của chú mới kêu rằng là: anh ơi, có khi nào là con của mình bị ma trêu không? Chú mới bác bỏ đi, chú mới kêu là nhà của mình có thờ cúng, làm gì có ma quỷ gì ở đây. Nói thì nói như vậy, nhưng mà chú vẫn cầm đèn để mà đi ra đằng trước nhà để mà soi xung quanh. Nhưng mà thật sự đâu có gì đâu. Sau đó thì chú mới kêu vợ là ẵm con vào trong buồng để mà ngủ, chú sẽ nằm ngủ ở đây. Thì khi này chú mới nằm ngủ. Một hồi sau tự nhiên chú nghe văng vẳng bên tai của chú một cái giọng nói của một cái bà già nói như vậy nè: trả cho tao, nếu không là không yên đâu. Chú mới giật mình, chú tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhãi luôn. Chú mới suy nghĩ rằng: ủa gì vậy ta, tự nhiên tại sao mình lại nghe như vậy? Thì chú cho rằng là do con của mình nó vừa mới xảy ra chuyện như thế, nên là chú nghĩ nhiều quá, nên là chú mới hoang tưởng như vậy thôi, chứ chắc là không có gì đâu. Sau đó chú lại tiếp tục để mà nằm ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, không biết sao mà chú mệt tới mức mà chú ngủ tới trưa luôn. Một hồi là vợ của chú phải đứng trước cái chõng tre rồi chửi chú quá trời. Chửi chú là: trời ơi là trời, ông nói thằng nhỏ, bây giờ ông coi lại ông kìa, ông ngủ tới trưa trời chứ chật rồi mà ông vẫn chưa có dậy nữa, dậy chưa. Vợ của chú chửi chú quá trời, nhưng mà sao mà chú cảm thấy mệt mỏi rồi nặng nhọc hết cả người, nên là chú dậy không nổi. Rồi vợ của chú là cũng bỏ đi đâu luôn.
Một hồi sau thì chú nghe thấy tiếng ngân phía ngoài đường á, ồn ào dữ lắm. Chú mới vội là bật người ngồi dậy, mở cửa ra để mà nhìn. Thì lúc đó là thấy quá trời người luôn, là có cái anh khoác á, ảnh đang bê, đang bưng chú Toan với chú Toản ở ngoài đường á, để mà la lết đi như vậy. Thì chú Đạt chú mới hoảng, chú mới vội chạy ra, chú hỏi là có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy. Anh khoác mới nói không biết rằng là hai bác ăn chúng cái gì mà suốt mấy đêm liền, đêm nào cũng đều đau bụng cả, bữa nay là chịu đựng hết nổi rồi nên là mới dìu đi lên trên trạm xá để mà nhờ bác sĩ khám giùm. Khi mà nghe như vậy thì chú Đạt chú mới kêu thôi được rồi, để mà chú phụ cho, rồi mới đưa hai bác lên trên trạm xá. Khi này thì bác sĩ mới ra để mà thăm khám. Thăm khám một hồi thì bác sĩ mới chửi, bác sĩ nói: ủa, hai ông này đâu có bị gì đâu mà đưa lên trạm xá để làm gì, tính kiếm chuyện hay sao, bộ ăn rảnh ở không dữ vậy luôn hả? Khi đó là hai bác mới kêu không, hai bác không biết sao mà đêm nào hai bác cũng đau bụng, mà nó đau từng cơn, nó quặn quại chịu không nổi. Nhưng mà bác sĩ vẫn khẳng định rằng là thăm khám không có chuyện gì cả. Thì đang đôi co như vậy, từ ở phía bên ngoài cũng có hai người bước vào. Hai cái người này cũng chính là những người đã bốc mộ cho chú Đạt đó mọi người. Thì khi mà tới bác sĩ cũng thăm khám, hai người này cũng nói suốt mấy đêm liền đau bụng chịu không nổi. Nhưng mà bác sĩ khám xong là chửi hết cả bốn người. Bác kêu rằng nha, mới chưa thôi nha, mà mấy người tới kiếm chuyện rồi, không hề bị cái gì cả, đi về giùm cái đi. Nhưng mà thật sự lúc này rất là lạ mọi người, ở nhà thì cả bốn người đau bụng lắm, nhưng mà đi lên trên trạm xá thì hết đau bụng thiệt. Thì bác sĩ tức quá, bác sĩ mới kêu là mấy người ăn uống bậy bạ nhậu nhẹt cho cố vô, rồi bây giờ là bị này bị kia, mệt quá rồi đó. Bác sĩ mới đi vào bên trong để mà lấy ra những cái viên thuốc mà sổ dung á. Bác mới kêu mọi người là về nhà, rồi dặn dò kỹ lưỡng là uống như sao, uống như sao. Thì bác cho rằng là những người này theo kiểu là ăn uống bậy bạ nhậu nhẹt nhiều quá, rồi dung rồi sáng nhiều trong bụng nên là mới bị đau, mới bị hành như vậy thôi, chứ không có gì đâu. Sau đó là tất cả mọi người đều ra về nha. Khi mà chú Đạt quay trở về nhà của chú thì chú thấy là vợ đang lăn trứng lên trên mặt của thằng bé Quang. Thì lúc này chú mới nhìn kỹ mới thấy là hai cái má của nó là thâm đen thâm tím hết rồi. Chú mới kêu vợ là thôi, em đưa con lên trên trạm xá để mà coi bác sĩ thăm khám làm sao, để mà kê đơn thuốc cho nó uống. Thì vợ của chú cũng dẫn thằng bé Quang lên trên trạm xá, một hồi quay về nhà thì chú mới hỏi là bác sĩ chẩn đoán làm sao á. Vợ của chú mới kêu rằng là thằng bé nó bị bầm, rồi bị tụ máu nên là nó mới bị như vậy đó anh. Bác sĩ kêu là chắc là nó té rồi nó va đập ở đâu đó, rồi bác sĩ cũng chỉ đưa thuốc kháng sinh rồi kháng viêm thôi. Thì khi này là mọi thứ nó cũng bình thường. Cho đến tối ngày hôm đó, chú vẫn để cho con của chú ngủ chung với vợ. Chú Đạt ngủ một mình ở trên cái chõng tre ngay phòng khách. Thì lúc đó chú chìm vào giấc ngủ, chú có một cái giấc mơ. Lần đầu tiên suốt 4 năm trời sau khi mà ba của chú mất, chú nhìn thấy ba của chú. Ba của chú lúc này là thể hiện một cái khuôn mặt rất là giận dữ, mới lao vào đánh chú, rồi mới lao vào mới chửi, mới kêu là tiên sư bố mày. Trời ơi, tại sao mà bất hiếu quá vậy, bất hiếu quá vậy. Mày có biết á, là những cái con cá đó là những cái con cá ăn xác người không? Tại sao mà mày lại lấy đem đi cúng cho tao rồi cho mọi người ăn? Trời ơi, sao mà mày ngu dữ vậy? Mày ăn cái gì mà mày ngu dữ vậy hả? Hả? Rồi hả, liên tục đánh vào chú. Khi đó là chú đau quá, chú mới giật mình, chú tỉnh giấc. Mà khi tỉnh giấc rồi, cái cơn đau nó vẫn còn tồn tại ở trên người luôn. Chú ngồi, chú ôm đầu và chú không hiểu. Thì lúc này chú mới nhìn thấy là cái cửa nhà nó được mở ra rồi. Chú cứ tưởng là vợ của chú đi vệ sinh. Chú mới la lớn ở ngoài cửa là em ơi, em đi vệ sinh hả? Nhưng mà không có tiếng trả lời. Thì khi đó là chú mới đi ra đằng trước cửa, tính là đóng cửa lại. Thì khi này chú quay vào phía bên trong nhà, mới nhìn thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo đang ngồi ở trên cái bộ ghế. Thì chú mới hốt hoảng, chú mới hỏi ai vậy, ai vậy. Thì giọng của cái người đang ngồi đó cất lên: tao bố mày nè, cái người thân sinh ra mày nè chứ ai. Thì khi đó là trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời của chú Đạt nhìn thấy ma. Lúc này là bố của chú chưa có kịp để cho chú nói gì đâu mà chửi luôn: mày là cái thằng ngu, mày là cái thằng ăn hại, tại sao mà mày lại làm như vậy, để cho tao với bà Khoác đó từ hôm bữa tới giờ chửi nhau quá trời luôn. Thì vừa nói xong nha, là chú cảm nhận là hai cái má của chú bị ai đó tát cho bóp bóp một cái đau điếng, mà ôm cái mặt
Một hồi chú mới ngước lên, chú mới nhìn lại á, thì không có bất cứ một ai đang ngồi ở đó nữa. Chú rùng cả mình luôn. Chú mới biết thôi chết rồi, chú gặp ma chắc chắn rồi. Ba của chú đã hiện hồn về. Chú mới vội chạy tới cái bàn thờ, chú vái lại, chú xin lỗi. Chú nói rằng nếu như mà con có làm gì sai á, thì họ cho con biết, chứ đừng làm vậy con sợ lắm. Thì chú đang khấn vái như vậy một hồi xong thì chú mới lấy ba cây nhang lên để mà chú quẹt rồi thắp lên trên bàn thờ. Mà lạ lắm, rõ ràng là nhang cháy nha, nhưng mà thắp lên là cả ba cái đốm sáng của cây nhang nó đen thui thù lùi trở lại. Suốt ba lần liên tiếp vẫn không thắp nhang được. Một hồi sau thì vợ của chú nghe thấy ồn quá mới vội chạy ra, thì nhìn nó thấy hai cái má của chồng mình cũng ửng đỏ lên hết trơn rồi, mới vội chạy tới hỏi là anh ơi anh bị sao vậy, anh bị sao vậy. Thì khi này là chú Đạt mới kể lại cho vợ của mình nghe. Và đêm tối ngày hôm đó, vợ chồng của chú Đạt không tài nào có thể ngủ lại được nữa, thức trắng cả một đêm. Cho tới khi mà trời sáng đó, thì khi này là anh Quát mới ghé nhà của chú để mà chơi. Hai người mới ngồi đằng trước nhà để mà uống chè. Lúc này là anh Quát mới kể, ảnh mới nói rằng không biết rằng á là có phạm phải cái điều kiêng kỵ gì không, mà suốt mấy đêm liền, đêm nào cũng nằm mơ thấy mẹ của anh Quát hiện về, rồi dí rồi chửi đánh ảnh quá trời. Khi mà nghe được câu chuyện của anh Quát thì chú Đạt chú cũng kêu rằng thôi chết rồi, ở nhà này cũng y chang vậy luôn. Chú Đạt chú cũng kể rằng là ba của chú hiện về rồi chửi rồi đánh chú quá trời. Thì mới đoán rằng nha, không biết rằng cái tháng này chắc là không có phù hợp để mà mình có thể cải tán được mồ mả, nên là mới bị người âm người ta quở trách như thế. Một hồi thì cái câu chuyện này nó cũng kết thúc. Khi đó là anh Quát ảnh đi về, cái thằng bé Quang nó mới chạy vào trong nhà để mà chơi. Bản thân của chú Đạt khi mà nhìn thấy con của mình nha, hai cái má là thâm đen thâm tím như vậy thì thấy xót quá, mới kêu vợ ra để mà nói chuyện, mới hỏi vợ là hôm bữa coi ngày giờ cúng kiến ở đâu. Thì khi này vợ của chú Đạt mới kêu rằng là em coi ông bác Chu đó anh. Thì nói về cái ông bác Chu này á, thì từ cái thời mà ba của bác Chu á đã làm cái nghề mà cúng kiến cho người ta rồi, tới thời của bác á thì cũng chỉ xem ngày giờ tốt lành nào đó, chứ cúng kiến thì bác cũng lớn tuổi, 70-80 tuổi, nên là cũng không có đi cúng cho ai nữa cả. Thì khi nãy là chú Đạt mới kêu thôi để anh qua nhà của ông bác Chu này á, để mà nhờ bác Chu coi thử coi rốt cuộc là mình có phạm phải một cái điều đại kỵ nào hay không, hay là mình đã làm sai vào ngày giờ như thế nào. Thì khi này là chú Đạt mới đi qua nhà của bác Chu. Tới được nhà rồi thì mới vào bên trong để mà hỏi chuyện. Thì khi mà nhìn thấy những cái vết đen á, những cái vết tát ở trên mặt của chú Đạt á, thì bác Chu mới kêu á là chắc chắn là chú Đạt nè bị người âm tát rồi đúng không. Thì khi đó là chú Đạt mới kể lại hết mọi chuyện trong gia đình từ hôm bữa tới giờ. Thì ông bác Chu này ông nói á là riêng về cái việc mà giải quyết về phần âm tâm linh này á, thì bác Chu bác không rành. Bác có một cái người em họ ở trên thị trấn á là một cái cô đồng khá là giỏi, nên bây giờ bác sẽ cho địa chỉ rồi lên trên đó để mà nhờ cái cô đồng này cô giúp cho, rồi cứ nói rằng là người quen của bác Chu thì cô sẽ lo hết cho mọi thứ. Khi này là chú Đạt chú cũng cảm ơn, rồi chú quay về nhà kể lại cho vợ của mình nghe. Tới ngày hôm sau á thì chú mới nhờ hàng xóm canh chừng giùm cái thằng bé Quang. Chú và vợ của mình mượn một chiếc xe đạp để mà đạp lên trên thị trấn. Thì tìm một hồi cũng tới được cái địa chỉ của nhà cái cô đồng này. Ngoài vợ chồng chú ra thì còn có rất là nhiều người luôn. Lúc này là chú hơi ngao ngán một tí, bởi vì không biết khi nào là tới lượt của chú. Trong cái lúc như vậy á thì chú có nhìn vào phía bên trong, mới nhìn thấy cái cô đồng này là một người cũng khoảng độ là lớn tuổi rồi, 50-60 gì đó. Thì trong cái lúc mà nhìn cô đồng á thì bất giác không biết sao ánh mắt của cổ với ánh mắt của chú á khẽ va vào nhau. Thì cái cô này kiểu như là trâu mày lại. Thì chú mới giật mình, chú mới sợ, chú mới cúi mặt xuống. Một hồi sau khoảng độ là 30 phút, cái cô đồng này á, cổ từ ở phía bên trong nhà cổ mới nói vọng lớn ra: hai cái vong kia nha, đã tới đây rồi mà vẫn còn cãi nhau, coi chừng tôi bắt nhốt cả hai đó. Thì khi mà cô đồng á từ phía bên trong nhà mà nói lớn như vậy, ai ở bên ngoài cũng đều ngơ ngác hết. Riêng bản thân chú với vợ chú á là lần đầu tiên tới một cái chỗ tâm linh như vậy, nên là sợ hãi lắm, thì không biết rằng là đang nói về ai luôn. Một hồi sau á thì cô đồng cổ mới kêu chú á với lại là vợ của chú vào bên trong. Trong khi đó là còn nhiều người tới trước đứng xếp lớp như vậy mà vẫn kêu chú với vợ chú vào nha.
thì chú với vợ chú mới khẽ đi vào bên trong để mà gặp cô Đồng ngồi đằng trước cô. Thì lúc này cô Đồng cũng mới nói nha, là có hai cái vong đi theo vợ chồng của anh chị đó. Thì hai cái vong này á, tại sao từ đầu tới cuối cứ cãi nhau hoài luôn? Rốt cuộc là gia đình đang xảy ra chuyện gì? Thì khi này á, chú mới bắt đầu kể lại hết toàn bộ chuyện trong gia đình. Rồi chú mới nói với cô Đồng rằng á, là chú là người quen của bác Chu, được bác Chu giới thiệu tới cô Đồng để mà nhờ cô coi giải quyết giùm đấy. Thì khi này cô Đồng cũng mới cười, cô mới kêu thôi được rồi, tôi biết rồi. Cô mới lấy một cái viên gì đó màu đen đen, cô mới kêu chú Đạt á, là uống vào đi. Uống cái viên này vào á, thì những cái vết mà bầm tím ở trên cái khuôn mặt á, là nó sẽ tan biến đi hết. Sau đó là cổ mới lấy một cái khăn á, cổ chùm lên trên đầu, lắc lư một hồi á, thì khi này giọng của cổ hoàn toàn thay đổi luôn, đó trở thành giọng của một người đàn ông. Mà chú Đạt chú nghe một phát là chú biết đó chính là ba của chú. Thì khi này là chú mới chắp tay lại, mới hỏi ba chú là: ô ba ơi, rốt cuộc là có chuyện gì á mà không chịu nói cho con nghe mà đánh con quá trời vậy, để mà con biết con giải quyết. Khi đó là ba của chú chửi chú: trời ơi, bố tiên sư nhà mày nha, cái thằng mắt dại, cái thằng hả hư hỏng, tại sao lại làm như vậy, tại sao hả lại lấy những cái con cá chê đã ăn thịt của người chết để mà cúng kiến, để mà bây giờ nha, tao với bà khoắc, trời ơi, cãi lộn suốt như vậy luôn. Khi này chú mới tá quả, chú mới biết được nha, là những cái con cá chê mà bản thân chú và vợ của chú bắt đem về nhà để mà nấu đồ ăn cho mọi người ăn đó, nó đã ăn xác chết của cái bà khoắc rồi. Trong đó có một cái răng của bả, thì vô tình là thằng bé Quang nó ăn xong rồi nó đem vứt rồi, nên là bả rất là bực mình, bả muốn tìm cái răng nó cho bằng được. Nếu như mà không có vong hồn của ba chú Đạt nha cản lại, thì có lẽ là bà khoắc á, bả đã vực chết hết cả nhà rồi. Sau đó thì cô Đồng cũng mới rùng mình. Thực ra cái cô Đồng này rất là hay mọi người, là dù cho cổ bị nhập vào nhưng mà cổ vẫn nghe và vẫn biết hết tất cả mọi thứ. Thì lúc này cổ mới phân tích lại, cổ mới kêu rằng thôi bây giờ nha, là tôi sẽ ghi giấy ra hết để mà cho gia đình biết rằng cần phải mua đồ gì để mà cúng kiến, để mà xin tạ lỗi cái bà khoắc. Với lại bây giờ gia đình phải về nhà để mà hỏi cái thằng bé con á, là hôm bữa nó ăn thịt cá rồi nó vô tình nó thấy một cái răng á, rồi nó quăng đi đâu rồi, lụm cái răng đó rồi chôn lại ngay cái huyệt của bà khoắc. Tiếp theo đó thì bà Đồng bà mới lấy ra một cái hũ, bên trong có rất là nhiều những cái viên màu đen. Bà mới kêu là đem về nhà cho cái thằng bé ở nhà nó uống, với lại là những người ở trong làng trong xóm, ai mà đã ăn con cá chê trong cái buổi tiệc ngày hôm đó thì đưa cho người ta uống hết đi, chứ không có được chần chừ nha. Sau đó là gia đình của chú Đạt cảm ơn quá trời, mới đưa tiền để mà cúng cho cái bà này. Nhưng mà bà này bà không lấy, bà mới kêu rằng là người quen của bác Chu nên là bà không có muốn lấy tiền. Nhưng mà gia đình của chú Đạt thì vẫn năn nỉ, thì bà cũng chỉ nhận khoảng độ là 10.000 ngày xưa thôi mọi người. Sau đó quay trở về nhà nha, thì mới hỏi thằng bé Quang rằng á, là hôm bữa đó con ăn rồi vô tình con thấy một cái răng là con quăng đâu. Thì thằng bé nó thật sự nó kêu rằng nó không nhớ. Lúc đó là chú Đạt mới dụ, chú Đạt mới kêu rằng là con nhớ đi, rồi ba hứa là ba sẽ mua quần áo mới cho con. Thì thằng bé nó vui lắm, nó mới ráng nhớ lại là hôm bữa nó ngồi ngay chỗ đó, rồi nó vô tình nó ăn trúng một cái gì đó, nó tưởng là cục xương nên là nó mới quăng ra cái bụi đằng sau. Nghe xong hết thì vợ chồng của chú mới đi ra cái bụi đó để mà tìm. Thì tìm một hồi tìm được mọi người, đúng y chang cái răng của bà khoắc. Sau đó là chú mới đi qua nhà của anh khoắc đó, mới kể lại hết tất cả mọi chuyện, là gia đình như vậy như vậy như vậy. Thì mong rằng là anh khoắc này á, là sẽ phối hợp với gia đình để mà phụ cái việc mà đem cái răng này đi ra cái huyệt, cái mộ mới nhất của bà khoắc để mà chôn xuống dưới, rồi hả cúng kiến để mà tạ lễ, rồi nói với tất cả mọi người ở trong cái làng là cái con cá chê hôm bữa là đã ăn thịt bà khoắc như vậy á. Mọi người ở trong cái khu vực này á, người ta nghe xong mà người ta vừa tức người ta vừa thương, tức là bởi vì đã ăn thịt một cái con cá ăn xác chết của người ta. Rồi thương là do bởi vì là gia đình của chú Đạt nè nghèo quá, nên là mới suy nghĩ một cách thiển cận như vậy, mới bắt những cái con cá chê này để mà làm thịt để mà đãi mọi người đấy. Thì sau đó là tất cả mọi thứ nó êm đềm luôn. Cái đêm đó là chú Đạt chú có nằm mơ thấy ba của chú hiện về.
Ba của chú mới nói nha, cũng may nha, cũng may là giải quyết được sớm, nếu không là cháu của tao mà có mệnh hệ gì á, là tao lặt cái đầu hai đứa mày luôn. Lo mà coi chừng hả, cái đứa con trong bụng vợ mày đi nha. Chú mới giật mình tỉnh giấc, chú hỏi lại vợ của mình thì mới biết vợ của chú là đã có thai rồi. Nhưng mà bởi vì thời điểm đó là gia đình có nhiều chuyện quá, nên là vợ của chú không có dám nói ra cho chú nghe. Thì sau đó tất cả mọi thứ đều êm đềm nha mọi người. Và đó chính là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Mọi người thấy sao về câu chuyện của ngày hôm nay? Nhớ để lại comment cho Nam biết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.